Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 8 rút gọn. Thầy cho cái đề là 2x mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc cộng với lại là x ta trừ cho 1 tất cả bình phương. Và thì cái này thì chúng ta đây là chúng ta sẽ nhân phân phối vào, được rồi, nhân phân phối vào. Đó, nhân phân phối vào. Còn cái này nó là một cái hàng đẳng thức là a ta trừ cho b tất cả bình phương. Đó. Và cái bước đầu tiên thì chúng ta sẽ nhân phân phối, được cái khúc phía trước là chúng ta nhân phân phối, cái khúc phía sau thì chúng ta triển khai cái hàng đẳng thức. Như là 2x ta nhân cho x là bằng là 2x bình phương. Cộng với lại chỗ này là 2x ta nhân 1 là bằng là 2x. Còn bên này là x bình phương, được trừ cho 2 lần a nhân b, có nghĩa là 2 này ta nhân cho a và b. B như vậy là bằng là 1, cho nên là con số 1 chỗ này chúng ta bỏ đi, tại vì 2 nhân 1 nó cũng là bằng 2. Chỗ này là b bình phương là 1, 1 mũ 2. 1 mũ 2 nó cũng là bằng là 1, được. Thì tới đây thì chúng ta sẽ có chỗ này là 2x mũ 2 ta cộng với lại là x mũ 2, được. Như vậy là bằng là 3x mũ 2. Chỗ này thì chúng ta sẽ có là chỗ này là 2x, là chỗ này chúng ta sẽ trừ cho 2x, như vậy nó mất đi, như vậy chỉ còn là con số 1. Tóm lại chỗ này thì chúng ta sẽ có là 3x mũ 2 ta cộng với lại là 1. Chúng ta quay lại cái bài toán này, chúng ta xem có chỗ nào cần lưu ý hay không. Chỗ này thì chúng ta sẽ nhân phân phối vào. Rồi, nhân phân phối vào thì đơn giản rồi. Còn chỗ này thì chúng ta sẽ triển khai cái hàng đẳng thức ra, được. Triển khai hàng đẳng thức ra thì sau đó thì chúng ta sẽ xem những cái x bình phương chúng ta sẽ gom lại, được. X với x là chúng ta đơn giản đi. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học để thi và kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.